Vâng, xin chào mừng các bạn đến với kênh Tầng Hợp Hay nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái con game giải trí rất là hay này. Đấy. Link thì mình gửi phần mô tả các bạn. Nếu các bạn muốn chơi con game này thì hãy kích vào link phần mô tả để giải trí chơi game con này nhé. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy chơi đăng ký kênh và bấm vào chuông để nhận thông báo về video mình ra mới nhất, những cái game hay nhất. Nào, xin mời các bạn cùng tham gia vào chơi với mình. Có những người sẽ ăn cái quả này nhé. Biến đi. Để các bạn chiến đấu với con quái vật màu đỏ nhé. Tiếp theo các bạn chơi tiếp. Đây, tiếp tục nha, các bạn bắt đầu chơi lớn hơn nhé. Đấy. Các bạn chọn quái vật này. Đấy, tiếp tục các bạn chơi tiếp nào. Level tiếp theo này, cấp độ 3 nhá. Thấy các bạn sẽ ăn cái quà này. Các bạn biến thành quái vật thù. À, các bạn sẽ ăn cái quà này nhá. Kiếm tiền nhé. Con thì trở thành người đầu cái nhé. Đấy, các bạn đã chiến thắng rồi, rất là hay, trò chơi này giải trí tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy cái trò chơi này giải trí hay thì cho mình một like nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về tựa game mới nhất. Đấy. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.